Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ một bánh nướng, đó là bánh Batiso, là một loại bánh rất là dễ làm. Bột thì mình không cần làm gì hết, mình ra các chợ Mỹ đều có bán. Đây là hộp bánh này mình làm được 9 cái. Mình mua ở chợ Walmart, giá là 5 đồng. Nếu các bạn vô các chợ như là Safeway, North Hill thì người ta sẽ bán là 7 đồng. Với công thức ngày hôm nay thì mình sẽ dùng là 1 pound thịt heo xay, 2 quả trứng gà nâu, 1 hộp pate nhỏ, 1 muỗng canh hành phi, 1 muỗng canh đầu hành củ, 1 phần tư bột nêm gà, 1 phần tư đường và mình cho 1 phần tư dầu mè, 1 phần tư dầu ăn. Với công thức này rất là dễ làm. Các bạn nên làm thử một lần cho gia đình ăn. Bây giờ mình sẽ qua bên kia dặn cái lò lên 350 độ ép cho preheat. Vẫn để cái lò cho nóng, sau đó mình làm bánh rồi mình cho vào nướng 1 tiếng đồng hồ. Đây là cái lò nướng của mình thì cũng như lò nướng của các bạn. Khi mình nướng bánh, thứ nhất là mình phải lấy hết tất cả những cái vỉ nướng này ra khỏi cái lò, chỉ chừa lại một cái mà thôi. Rồi cái vỉ này mình phải để vào cái hàng thứ mấy. Tất cả những lò nhà thì đều có những cái bực như thế này. Đây mình gõ nè. Từ ở dưới các bạn đếm lên thì tổng cộng mình có là 8 ngăn. Thì mình sẽ để cái vỉ trắng này vào cái ngăn thứ tư. Là mình đếm như vậy 1, 2, 3, 4. Thì mình cho cái vỉ này nằm vào số 4. Như vậy là khi các bạn nướng tất cả bánh thức ăn thì không bị bánh nóng quá hay là nóng không đều. Nhiệt độ thì 350 độ, lúc nào mình nướng bánh cũng đều giống như nhau. Rồi khi mình cho khuôn vào thì các bạn phải lưu ý là mình sẽ cho vào chính giữa như thế này. Như vậy khi cái máy nó lên cái hơi nóng thì nó sẽ đều với nhau. Một cách rất là đơn giản. Phải không các bạn? Bây giờ mình bắt tay vào làm bánh. Trước khi mình làm bánh thì mình sẽ lấy cái hộp bánh ra trong tủ đá để qua một bên để cho nó tan bớt đá. Thời gian thì rất là nhanh. Và sau đó mình sẽ dặn lò lên là 350 độ ép để cho cái lò nó nóng ở đó. Không sao hết. Thì bây giờ mình sẽ bước vào trộn tất cả gia vị vô rồi mình cho vào bánh đem đi nướng. Hôm nay mình sẽ nướng với 1 pound thịt heo xay và mình sẽ dùng một cái lon nhỏ này là 2.65 ounce pate của Canada. Nhưng nếu các bạn không thích thì đừng cho vào, cho ít hay nhiều là tùy mình. Thì như cái này mình cho chừng phân nửa thôi, như là một muỗng canh, như vậy là đủ rồi. Pate này mà ăn với bánh mì thì rất là ngon, mình cho hết vào như thế này. Rồi mình sẽ cho vào đây luôn là một muỗng canh đầu hành, một muỗng canh hành phi, mình cho luôn một muỗng canh và một cái trứng gà. Và vào đây một phần tư muỗng canh dầu ăn để cho thịt được mềm và không bị khô. Cho một phần tư dầu mè, hiệu nào cũng được, cho có cái mùi thơm thơm. Như vậy là gia vị đã vào đây hết rồi. Mình chỉ cần cho thêm vào đây một chút xíu là bột nêm, bột nêm gà và một chút xíu đường, khoảng một phần tư bột nêm, một phần tư đường, cho tất cả trộn vào đây. Sau khi mình đã trộn hết tất cả gia vị một cái tô thì bây giờ mình sẽ làm từ viên để bỏ lên cái bánh mình đem đi nướng. Thì làm cũng rất đơn giản thôi, mình chỉ lấy cái muỗng mình sẽ dò viên như thế này. Mình làm tổng cộng là 9 cái, cứ mỗi cái mình để lên đây. Rồi sau đó mình lấy cái muỗng mình cho qua một cái chén nước lạnh rồi mình tiếp tục mình làm như thế này. Nếu như mình làm dư thịt thì các bạn cứ bỏ vào tủ đá
Rồi khi nào làm thì mình lấy ra làm tiếp. Cái chén nước lạnh thì cũng đơn giản thôi, chỉ là một cái chén ha, mình nhúng cái muỗng như thế này. Rồi sau đó mình dò riềng. Mình làm cho hết 9 cái. Nếu các bạn muốn làm nhiều hơn thì mình mua 2 dĩ thì mình sẽ làm được 18 cái, thì cái tô thịt này là mình sẽ làm viên nhỏ là một chút. Như vậy là mình sẽ làm cho hết. Nhưng bây giờ mình đã được 9 viên rồi, bây giờ mình sẽ lấy bột ra trong cái hộp rồi mình làm bánh. Và bây giờ bột bánh mình đã lấy ra từ lúc đầu thì có lẽ bây giờ nó cũng đã được tan đá ít rồi. Bây giờ mình lấy ra như thế này. Trong này mình mở ra thì nó có hai miếng. Mình mở như thế này. Đó, rất là đơn giản. Nếu như các bạn để ra ngoài mà thấy nó tan đá nhiều quá rồi khó lấy thì mình cứ bỏ vô tủ đá lại một chút để cho dễ lấy hơn. Làm sao mà mình cắt bánh này cho dễ, mình chia sẻ rất là nhanh nha. Mình cứ chia làm 3 phần, mình lấy hai cái mình nhập lại, hoặc là mình cắt từng miếng cũng được. Mình dùng cái kéo nha các bạn, mình cứ ngắn ngay như vậy nè, mình cắn cho nó đều nè, một cái chỗ này nè, rồi cái một cái như thế này nè, đó mình ngắt như vậy đó, để cho nó đều với nhau. Đó, đơn giản vậy. Rồi, là xong. Bây giờ mình mới lấy cái này ra nè. Mình cắt tiếp nha. Đó, khi mình làm bánh này á, mình đừng có quan trọng quá là cái bánh nhỏ hay bánh lớn là vì sao, mình làm ở nhà mình ăn. Cho nên mình cứ làm bình thường đi. Lâu lâu mình làm lại thì mình sẽ cắt theo cái cách thức của mình. Nhưng mà đây là mình làm cho là lẹ nha, và cho mọi người dễ hiểu và làm rất là nhanh luôn. Đó, đơn giản ha. Rồi, mình cứ để đây như thế này. Bây giờ tiếp tục mình sẽ làm sao để mà mình làm bánh nha. Và đây là cái bánh mà mình đã cắt chia ra, thì các bạn mở ra nó sẽ là như thế này nè. Đó, là một cái ngắn này là một miếng. Cái mắng cái ấn ngay đây nữa là miếng thứ hai. Đó, rất là đơn giản ha. Như vậy là mình sẽ lấy cái kéo á, mình cắt ngay cái ấn như vậy luôn. Nhưng cái bánh mà các bạn làm á, dù nó có xấu cũng không sao, mình cứ làm xấu đi, có ăn ngon là được rồi. Mình sắp ra như vậy rồi, cứ tiếp tục mình làm. Ở dưới là 9 miếng thì ở trên cũng sẽ là 9 miếng. Đó, giờ mình làm nè, mình làm một lần nữa nha. Đó, mình cắt ra để đây, để qua đây, mình tháo cái miếng giấy trắng này ra. Nhớ là tháo cái giấy trắng ra nha. Đó, là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, làm thêm một cái nữa. Đây nè, mình cứ tháo ra như thế này. Mình nhắc lại, trong cái dĩ bánh nó có 2 miếng bột. Mỗi một miếng mình sẽ cắt làm 9 miếng nhỏ. Miếng thứ hai cũng vậy. Thì miếng thứ nhất mình sẽ để ở dưới cái dĩ bánh như thế này. Mình cho nhân lên, sau đó mình mới úp cái miếng thứ hai lên trên. Bây giờ bắt đầu mình làm nha các bạn. Và đây là 9 miếng bánh, 9 viên thịt mình đã để lên rồi. Và bây giờ mình sẽ lấy một cái lòng đỏ trứng gà như thế này. Chỉ lòng đỏ thôi rồi mình đánh tan ra. Thì mình đã đánh tan, mình sẽ dùng cái cọ, mình sẽ ít trứng chung quanh cái vỏ bánh như thế này, mình cứ quẹt. Khi các bạn làm bánh này đó, các bạn đừng có lo ngại là làm không đẹp, bánh cắt không đều. Mình làm ở nhà ăn cho nên mình làm sao ăn cũng được, cho nên các bạn đừng có quan tâm quá. Mình cũng vậy thôi, lúc đầu mình làm thì mình cũng làm thôi, chứ làm sao mình làm đẹp như ở ngoài tiệm, đúng không? Quan trọng là cái cách thức mình làm, mình ăn mình có thích hay không. Thay đổi nêm thì nếu các bạn không thích pate gan thì đừng có cho vào, tại vì có cái pate nhiều khi có nhiều người thích ăn, có nhiều người không, ít nhiều là do mình thôi đó. Mình cứ sơ sơ như vậy, không có cần nhiều lắm đâu. Rồi sau đó thì mình sẽ cho cái mặt bánh thứ hai lên trên mặt. Mình chét trứng gà như thế này á, để cho khi mình để cái mặt bánh thứ hai lên, mình ép nó lại để cho nó dính với nhau. Và cái số còn lại trứng á, thì một lát mình để lên trên mặt khi mình đứng bánh xong rồi. Mình cũng làm lẹ lẹ chứ đâu có cần làm chậm, mà có đẹp hay không thì mình cũng thấy ngon thôi là được rồi.
Và mặt bánh chơi mình đã để lên như thế này. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút. Nếu lỡ các bạn làm cái bột nó không có đều cũng không sao, các bạn cứ lấy cái tay mình nâng ra như thế này là mình để xuống để cho cái bột nó đều với cái bột ở dưới là được rồi, không cần đẹp. Bây giờ mình cố tình làm cho thật là xấu để các bạn thấy rõ là dù mình có làm xấu cỡ nào nhưng mình nướng lên nó ăn là ngon. Đây, mình không làm đều nha, mình cũng phải bẻ ra, mình không phải bẻ ra mà mình banh cái bột nó ra rồi mình để lên trên đó. Các bạn nhìn đi, cô Hồng làm cũng đâu có đẹp lắm đâu, nhưng mà thấy ngon là được rồi ha. Đó, thấy không? Nếu mà mình cắt mà mình phải đo lường bằng thước, mình phải lấy ra mình đo từ cái thì thôi mình đừng làm nữa. Làm như vậy là biết là làm nó có ăn. Đó, đơn giản vậy thôi à, chứ không có gì mà khó khăn hết. Đây, một cái này mới là xấu nhất nữa nè. Cái miếng bột này xấu quá trời xấu luôn. Nhưng mà banh ra rồi để nó lên. Đó, cũng xong rồi, thấy không? Cái xấu thì mình che, cái đẹp thì mình khoe. Người ta nói là như vậy đó. Đó, thấy không? Có ai bây giờ mà cái xấu khoe đâu. Nhưng mà mình là khoe cái xấu nha. Thì bây giờ là mình khoe những cái xấu của mình ra đó. Xấu như vậy đó. Mà đó, lấy cái tay làm. Rồi, thấy không? Bây giờ lấy cái tay đè luôn. Đó, lấy cái tay mình ấn ấn. Giống như là làm bánh tay giạt vậy đó. Đó, thấy không? Ấn xuống. Không có cần phải lấy nĩa làm chi cho nó mệt. Rồi phải rửa cái gì, cái nĩa nữa. Cứ ấn nhẹ nhẹ xuống nó dính nè. Đó, mình làm nhanh nhanh để cho các bạn thấy là cô Hồng này làm nhanh thiệt đó nha. Nếu không làm để làm cái này á, lẹ lẹ nướng cho ông xã coi, football vừa coi vừa ăn nè. Đó, xấu quá trời xấu luôn, đơn giản luôn. Xấu không? Xấu ha. Rồi, mình sẵn luôn, lấy trứng gà nè, quét quét lên trên đơn giản như nè. Mình quét hết, sau đó mình cho vô lò nướng 350 độ F, nướng đúng 1 tiếng mình lấy ra. Bây giờ mình chét hết nha. Và bây giờ tất cả cũng đã xong. Trứng thì mình đã chét lên trên mặt bánh. Bây giờ mình sẽ cho vào lò 350 độ F, mình nướng đúng 1 tiếng rồi mình lấy ra ngoài để cho nó nguội một chút xíu rồi mình ăn. Và bây giờ mình đã cho cái dĩ bánh vô trên giữa như thế này. Để nhắc với các bạn một lần nữa, khi mình nướng bánh á, là cái oven của mình nó không có cái gì trong đó hết, chỉ có một cái dĩ để cho mình kê cái dĩ bánh lên, từ ở dưới điểm lên là cái ngăn thứ tư. Như vậy thì khi mình nướng bánh thì bánh nó sẽ chín đều. Bây giờ mình đóng cửa lại, nướng đúng 1 tiếng mình lấy bánh. Bây giờ bánh đã chín rồi, mình sẽ mở lò ra. Wow, ngon quá. Đây, nhìn có đẹp không? Thời gian nướng bánh như mình nói từ lúc đầu là 1 tiếng. Nhưng khi các bạn mở lò ra mà các bạn thấy nó đã vàng hết rồi thì mình đã lấy ra được rồi. 1 tiếng hay 50 phút thì cũng lấy ra được. Bây giờ mình lấy ra ăn ha. Đây rồi, bánh ngon quá, đây rồi. Đây, bánh nó nở đẹp như thế này nè. Làm đâu có khó lắm đâu. Cứ để bánh lên rồi cứ lấy tay ấn ấn xuống rồi nó cũng tự nó bung lên vàng đẹp, quá là tuyệt vời. Bây giờ mình lấy bánh ăn thử coi có ngon không nha. Sau khi mình lấy bánh ở trong lò ra đó, mình để cho nó chừng khoảng 5 phút thôi, để cho nó nguội lại một chút mình mới lấy bánh ra. Lấy thì cũng dễ thôi nè các bạn. Đó, bỗng lên như vậy. Đó, ngon chưa nè. Bánh giòn, ở dưới cũng giòn, chung quanh quá đẹp luôn. Đó, rồi mình lấy hết ra. Ăn bánh này như thế nào cho nó ngon thì mình phải ăn với tương ớt sriracha. Rồi uống một ly sữa đậu nành. Đi đâu mà tìm. Quá là ngon luôn. Mình lấy hết ra nè. Đó, dễ quá ha. Nè, ngon không? Bánh này á, mình không có làm kỹ nha. Mình làm cho thật là nhanh. Mình làm cho nó thật là xấu. Nhưng khi mình lấy bánh ra rồi, bánh đâu có xấu nữa đâu. Nướng nó vẫn đẹp mà. Cho nên khi mà mình chia sẻ như vậy đó, các bạn làm, các bạn đừng có lo ngại là phải làm cho đẹp. Cứ làm bình thường, làm cỡ nào á, nó cũng ngon hết đó. Là tại vì sao mà bánh mình làm nó ngon?
là mình đã bỏ hết tâm huyết vào đây mình làm, thì cái bánh nó sẽ cho mình cái đẹp của cái ngon. Cái ngon mới là quan trọng chứ không phải là cái đẹp. Nhiều khi những cái bánh các bạn thấy nó đẹp nhưng mà nó không có ngon. Nhưng cái bánh của mình nó không có đẹp nhưng mà nó rất là ngon. Rồi bây giờ mình ra kia mình ăn bánh nè, uống sữa đậu nành. Bánh đã nướng xong rồi, bây giờ mình đem ra một cái dĩa bánh như thế này, quá là ngon luôn. Nhìn là thèm. Làm sao ăn được những cái bánh ngon như thế này thì rất là đơn giản, mình chỉ cần có một chai ớt sriracha và một ly sữa đậu nành thì mới là ngon. Nói vậy thôi, nếu các bạn không có sữa đậu nành thì mình uống sữa tươi, uống nước ngọt hay uống bia đều là ngon hết. Ăn như thế nào, mình phải dùng cái tay để mình bóc lên mình ăn, chứ nếu mình dùng đũa muỗng là không có đúng nha. Bây giờ mình sẽ đem cái bánh này của mình nào qua bên này, rồi mình sẽ mở cái nắp bánh này ra, sau đó mình cho ớt lên, rồi mình đậy bánh lại, sau đó mình ăn. Mình làm để cho các bạn thấy. Bây giờ mình sẽ mở cái bánh ra, mình phải dùng cái tay thì mới ngon. Như thế này. Wow, miếng thịt ngon. Cho miếng tương ớt lên. Đó, ngon quá. Đậy nó lại. Như vậy là cầm lên là ăn. Và uống luôn một ly sữa. Quá là tuyệt vời, nhìn cái bánh ngon quá phải không các bạn? Mình đẩy cái dĩa ra nè. Ly sữa nè. Hai cái đi chung với nhau. Ta-da! Video đến đây thì cũng đã dài rồi. Mình xin chúc các bạn gia đình luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, cho nhau nụ cười. Và đừng quên cho mình một cái subscribe, like và share. Các bạn đừng quên đi ra chợ mua giỏ bánh và thịt về làm. Vì những vật liệu, nguyên liệu đều là ở chợ Mỹ. Bye bye!